những cầu thủ có mặt trong đội hình xuất phát 11 cầu thủ của Sông Lam Nghệ An. Thủ thành mang áo số 1 là Quang Hưng, các cầu thủ số 5 Văn Cảnh, đội trưởng số 6 Hồng Quân, số 7 Nguyễn Tuấn Anh, số 9 Lê Quang Linh, số 10 Bùi Văn Tú, số 11 Bảo Hoàng, 12 Ngọc Hợi, 14 Anh Tuấn, 17 Văn Kiết, 19 Minh Quân. Vẫn là một thế trận thăm dò đối thủ. Dứt điểm và ra trận đầu tiên, như vậy là bàn thắng đã đến với cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Người vừa có pha dứt điểm thành bàn đó là cầu thủ mang số 7. Pha ra trận chất lượng của cầu thủ Phạm Nguyễn Tuấn Anh. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu này đã hoàn thắng ở phút thi đấu thứ 7. Một cú ra chân sấm sét. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm này. Đó là một tình huống vuốt bóng sống với cái cổ chân rất khôn ngoan của cầu thủ mang số 7 Nguyễn Tuấn Anh. Họ nhanh chóng chuyển sang sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Đó là sự linh hoạt trong cách chơi của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Bóng vẫn trong sân. Rồi. Dứt điểm không được. Như vậy là đã bàn thắng thứ hai cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Người ghi bàn không ai khác chính là cầu thủ mang áo số 7, bàn thắng thứ hai cho Phạm Nguyễn Tuấn Anh. Rõ ràng là cao thủ U13 Sông Lam Nghệ An đang có rất nhiều phương án để tiếp cận khung thành của bất kỳ một đội bóng nào ở giải đấu này. Dứt điểm và cứu thua của thủ thành Vũ Duy Anh. Rất cong và cuộn. Vẫn là Duy Anh. Và đây là quả phạt góc thứ 3 ở những thời khắc đã qua. Nhưng vẫn là một lối chơi quá tự tin và giả dờ trong kỹ năng chơi bóng của cao thủ áo vàng. Dứt điểm. Như vậy đã quả phạt thứ 3 cho cao thủ 13 của Sông Lam Nghệ An. Người vừa có pha ra chân vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 9, bàn thắng là của Lê Quang Linh. Cho dù có thua thế thua lứa thì vẫn cứ là thua. Các cầu thủ của Huraco Hải Dương cần phải chơi tự tin hơn nữa. Đây là một cơ hội để cho các cầu thủ của chúng ta trưởng thành và lớn mạnh hơn. Một nguồn cung cấp cầu thủ cho những mục tiêu của cấp độ các tuyến U của quốc gia Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 10 tháng 7 trên sân 19 tháng 8 sẽ có thêm hai lượt trận tứ kết. Cuộc đối đầu diễn ra vào khung giờ. Như vậy đã có bàn thắng thứ tư cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Bóng đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía cầu thủ 13 của Hải Dương, đổi hướng và làm bó tay thủ thành Vũ Duy Anh. Và đây là bàn thắng thứ tư và nó cũng là bàn thắng thứ hai của cầu thủ mang áo số 9 tiền đạo Lê Quang Linh. Và khung giờ 14:30 chiều ngày hôm nay trên sân 19/8. Khả năng chuyển trạng thái đang là sự khác biệt trong cách chơi của cao thủ Sông Lam Nghệ An. Dứt điểm. Và như vậy đã có bàn thắng thứ 5 cho cao thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng vừa rồi được thiền bởi cầu thủ mang áo số 14 Hoàng Tuấn Anh. Vừa rồi nếu như khán giả nào tinh ý, và đây là bàn thắng thứ 6 cho cầu thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Tốt của số 19 vẫn là cao thủ áo vàng. Quá người. Thực sự là quá đẳng cấp trong cái chơi của cao thủ 13 Sông Lam Nghệ An. Như vậy là bàn thắng thứ 7 đã đến với đội bóng áo vàng. Nếu như đó là một đường chuyền mà số 19 chuyền, rất có thể sẽ có một cầu thủ Sông Lam Nghệ An việt vị. Đó là sự khác biệt của Sông Lam Nghệ An và phần còn lại của giải đấu năm nay.
Chúng ta cũng đang nhìn thấy một tín hiệu rất tích cực trong cách chơi của các cầu thủ áo vàng. Việc có 7 bàn thắng được tạo ra nhưng họ vẫn đang tạo ra một thế trận rất cuốn hút. Không được. Đấy rồi, không vào. Sự chuyển lượt là của bàn thắng thứ 8 cho đội bóng áo vàng. Và như vậy là tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Nghiêm Bá Chí đã ngân lên. Tấm vé thứ hai để có mặt ở bán kết thuộc về đội bóng U13 Sông Lam Nghệ An. Xin cảm ơn những nỗ lực tuyệt vời của U13 Haduako Hải Dương. Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với các lượt trận tứ kết vào buổi chiều ngày hôm nay.